Từ thông tin tố giác của người dân, Công an huyện Vũng Liêm hôm qua phối hợp với Công an địa phương kiểm tra tại hộ ông Phan Quang Dân, ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm có trồng nhiều cây cần sa. Công an phát hiện trong vườn nhà diện tích hơn 300m² của ông Dân có trồng 149 cây cần sa 2 tháng tuổi, tổng trọng lượng 122kg. Khu vườn này có rào che chắn rất cẩn thận nhằm tránh sự phát hiện của mọi người xung quanh. Công an đã lập biên bản vi phạm, thu giữ số cây cần sa trên và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.